Vụ đông năm 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Lập Thạch nhận hợp đồng tưới tiêu cho trên 2.500 hectare của 16 xã thị trấn thuộc địa bàn huyện Lập Thạch. Trong vụ đông năm nay, bà con nông dân trên địa bàn huyện gieo trồng chủ yếu là ngô, đậu tương, cây khoai lang và rau màu các loại. Để làm tốt công tác tưới tiêu cho cây trồng vụ đông, trước khi bước vào thời vụ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Lập Thạch đã nhận ký kết hợp đồng với Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Qua đó, dựa vào tình hình thực tế, công ty đã xây dựng kế hoạch tưới tiêu phục vụ cho sản xuất, đảm bảo đủ nước tưới để gieo trồng hết diện tích và trong quá trình sinh trưởng phát triển của cây vụ đông. Ngoài ra, công ty còn cử cán bộ, công nhân chủ động kiểm tra, sửa chữa các trạm bơm, nạo vét kinh mương để kịp thời phục vụ công tác tưới tiêu phù hợp. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân hai huyện và Đảng ủy công ty, chúng tôi chỉ đạo vấn đề kết hợp, phối kết hợp về vấn đề công tác tưới tiêu với các xã, mà đặc biệt là gắn với các trưởng thôn của các xã trong huyện để chúng tôi tưới tiêu. Cho nên là nhân dân là rất là yên tâm về cái phần về nguồn nước. Chúng tôi phải tính toán không để lãng phí nước mà tiết kiệm một cách triệt để. Hiện nay, công ty đang bơm nước tưới dưỡng cho cây trồng vụ đông đợt 2 và chuẩn bị bơm nước tưới đợt 3. Để công tác bơm nước tưới tiêu được thuận lợi, công ty đã tiến hành kiểm tra các trạm bơm, các hồ đập và kênh mương nội đồng của 16 xã thị trấn thuộc công ty quản lý trên địa bàn huyện. Công ty đã nạo vét cửa khẩu, kênh dẫn nước vào bể hút trạm bơm được 3.860 mét khối, nạo vét kênh cấp 1, cấp 2 là 3.100 mét khối, nạo vét kênh mương nội đồng ở 16 xã thị trấn được 20.000 mét khối. Với tinh thần trách nhiệm trong công tác cung cấp nước tưới và tiêu thoát nước cho cây trồng vụ đông, công ty đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con nông dân. Công ty Thủy lợi Lập Thạch rất quan tâm đến bà con nông dân chúng tôi, luôn cung cấp nước đầy đủ cho bà con chúng tôi trồng vụ ngô thu đông rất là thuận lợi và tưới rất là đều. Có được kết quả trên là những nỗ lực đóng góp tâm huyết của cán bộ, công nhân viên chức lao động, tập thể, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Lập Thạch đã góp phần cùng bà con nông dân trên địa bàn huyện Lập Thạch cùng chăm sóc cây trồng vụ đông sinh trưởng và phát triển tốt. Trạm thủy lợi cơ sở Phong Sơn thì dựa theo kế hoạch sản xuất của Ủy ban nhân dân xã thì đã tổ chức anh em trong trạm cũng như phối hợp cùng với trạm công ty tổ chức hệ thống nạo vét kênh mương. Nói chung trên cái hệ thống của các cánh đồng của Quang Sơn là coi thông thoáng, hai là tưới thì nói chung là khi kịp thời thì các cái trạm bơm cũng như là các hồ đập thì chúng tôi đều tháo phục vụ kịp thời coi như là cho bà con lĩnh vực sản xuất. Có thể nói nhờ quản lý sử dụng tốt các công trình thủy lợi nên sản xuất nông nghiệp của huyện Lập Thạch luôn đạt kết quả cao. Năm 2014, năng suất cây ngô đông bình quân trên toàn huyện đạt 35,2 tạ một hecta, đạt 105% kế hoạch. Sản lượng lương thực đạt gần 156.000 tấn.